Thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng chào quý vị và chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi bản tin sáng nay. Giờ chúng tôi, Nguyễn Xuân Nam từ San Jose, California và ký giả Đoàn Trọng từ miền Nam California. Xin chào anh Đoàn Trọng, thưa anh. Vâng, xin gửi lời chào đến anh Xuân Nam cùng tất cả khán thính giả của truyền hình Việt Nam. Hôm nay là ngày 29 tháng 3 và chắc là như một ngày cuối tuần trong cái tháng 3 và chắc là sáng sớm đến thứ hai là chúng ta sửa soạn đón một cái tháng tư mới, First April anh. Ngày First April rất là nguy hiểm đó nha. Chắc là quý vị theo dõi trong những cái sự kiện trong tháng 3 thì đây là một trong những cái tháng đầy những cái sự kiện mà để chúng ta có thể tranh cãi, bàn cãi nhiều nhất. Nhưng hôm nay là ngày thứ sáu thì chắc là chúng ta cũng lắng động một chút xíu với giáo hội Công giáo. Và hôm nay chắc anh Nam đến định cư tại Hoa Kỳ cũng lâu, anh biết ngày này là một cái ngày truyền thống, người ta gọi là Good Friday anh. Đi đâu cũng thấy tất cả mọi người Công giáo cũng giống như tin lành đều hướng về một cái nhà thờ. Để hôm nay thì tại quận Cam của chúng tôi, tại nhà thờ chánh tòa của giáo phận Orange, một cái giáo phận mà có nhiều đồng hương Công giáo của chúng ta, có một cái lễ đi đường đi đàn thánh giá rất là quan trọng và rất là lớn được diễn ra tại cái nhà thờ chính tòa của địa phận Orange. Chắc là quý vị biết cái nhà thờ kiến đó thì bây giờ là một cái nơi đặt trụ sở nhà thờ chính tòa của giáo phận Orange. Hôm nay thì tất cả quán ăn hình như có vẻ chậm lại là vì hôm nay là ngày chay kiêng thịt của người Công giáo thôi anh, ngày buồn của họ. Nhưng hiểu tại sao họ gọi là Good Friday. Thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng có tất cả những cái tin tức, những hình ảnh đặc biệt về một ngày Good Friday để gửi đến quý vị trong những cái thời gian tới đây. Đó là chuyện ở tại quận Cam. Không biết ở phía miền Bắc thì người Công giáo họ có chuẩn bị như thế nào không thưa anh Xuân Lam? Tôi không rõ lắm anh. Thì không Nhưng không có mà tin gì về này. tại tôi cũng có một kỳ tôi đến trên San Jose thì tôi thấy đồng hương trên đó với những cái nhà thờ của những cái giáo dân Công giáo cũng rất đông người anh. Và có thể nói một cái về tôn giáo thì chúng ta phải nói rằng là người Việt Nam chúng ta kể cả tôn giáo nào, vẫn từ Phật giáo cho đến Công giáo cho đến Tin lành cơ hòa hảo về tòa thánh Tây Ninh, thì có thể nói cái vấn đề tôn giáo là một trong những cái vấn đề rất quan trọng trong cái đời sống của người Việt hải ngoại thưa anh. Cũng đó là một cái niềm tự hào của những người Việt chúng ta, dù đi đâu, sống ở một cái quốc gia nào, chúng ta vẫn luôn luôn làm gương tốt. Và có thể nói tất cả những người bản xứ đều thấy người Công giáo cũng giống như người Phật giáo của người Việt Nam của chúng ta, họ đều tỏ lòng kính trọng rất rõ ràng thưa anh. Đó là một cái điều cũng là có thể nói là hạnh diện đối với những người mà gọi là giữ vững cái niềm tin tôn giáo của người Việt chúng ta ở hải ngoại. Vâng, sáng nay việc trước tiên chúng tôi muốn nói đến điều là những cái gì đã diễn ra ở tại New York ngày hôm qua. Thì chắc anh Nam cũng nắm được tất cả những cái tin tức về một cái cuộc gọi là gây quỹ của ông Joe Biden, người có thể nói là đại diện cho đảng Dân Chủ trong cái chức vụ tranh cử vào Tổng thống vào tháng 11 tới đây. Nhưng có một cái đặc biệt nhất là hôm qua tại một cái nơi mà có thể nói là lần đầu tiên chúng ta thấy quy tụ ba vị Tổng thống của đảng Dân Chủ, mặc dù hiện nay chúng ta có tới bốn vị Tổng thống của đảng Dân Chủ, đó là ông Jimmy Carter. Nhưng mà ông Jimmy Carter thì chắc là bây giờ quý vị cũng biết chỉ có nằm trong nhà thương chứ không có thể di chuyển làm cái được việc gì. Với sự có mặt của ông Barack Obama cũng giống như ông Bill Clinton, có thể nói ông Joe Biden đã được một cái hậu thuẫn rất vững mạnh. Và hai cái vị này đều cương quyết nói rằng họ muốn cứu nước Mỹ, không để cho nước Mỹ sẽ mất đi một cái nền dân chủ. Đó là cái lý do hội họp ngày hôm qua tại New York. Và cái số tiền gây quỹ, thử anh Nam thử nghĩ ra được cái số tiền gây quỹ hôm qua là bao nhiêu nè? Lúc tối hôm qua tôi làm bản tin đó thì nó là 25 triệu. Hôm nay thì con số nó lại lên thêm 1 triệu nên là tất nhiên là con số nó lên tới 26 triệu. Đây là một cái vấn đề cũng có thể nói làm cho đảng Dân Chủ có đủ điều kiện dễ dàng để sử dụng cho cái cuộc tranh cử này. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì chúng ta cũng đi nhanh hơn chút xíu. Chúng ta nói đến vấn đề ông Donald Trump cũng không vừa. Ông Donald Trump có thể những ngày gần đây ông bị liên hệ đến cái vấn đề vận động tiền để có thể thế vào, đóng vào. Nhưng cuối cùng ông không đủ số tiền 436. Nhưng may mắn cho ông thay thì lại tòa tòa là của tại New York họ cho xuống lại số tiền còn lại 175 triệu. Nhưng ở đời mấy ai học được chữ ngờ. Cái sự việc này nó là tạo một cái điều kiện thuận lợi cho ông khi cái công ty cổ phần của ông, Trust Social của ông lại có một cái công ty mẹ mua. Và có thể nói cái việc mà sát nhập này làm cho ông ta lên giá một cái số tiền có thể có lợi tức hàng tỷ đô la thưa anh Sơn Nam. Tuy nhiên,
Cái điều này không có nghĩa là mới nhập vô là có tiền liền, mà ông muốn có tiền nữa thì với điều kiện là ông không được buôn bán gì cho đến 6 tháng sau khi sát nhập này. Thì như vậy ông cũng không có cái nguồn tiền, thì không biết đến bây giờ theo anh nghĩ rằng ông Donald Trump có thể quyên góp được để việc trước tiên, tôi nói việc trước tiên là phải cần có 175 triệu để đóng vào cho tòa án ở New York. Anh nghĩ rằng ông Donald Trump có làm được điều đó không thưa anh Xuân ạ? Thì khó, gần như không thể đó. Tuy nhiên là cũng khó để mà có thể có được 175 triệu để mà đóng vào thiền thế chân phải không? Nhưng tôi nghĩ chắc ông một trăm. Và hôm qua thì ông cũng đã có một cái chiến dịch vận động và cũng gây quỹ. Có thể nói ông cũng vẫn có mặt tại New York, giống như ông Joe Biden đã có mặt ở tại New York. Và ông đã dự một cái lễ để mà ông tuyên dương một cái chết của một người cảnh sát ở tại New York. Nhưng bên cạnh đó thì chiến dịch vận động tranh cử của ông kỳ này cũng là một trong những cái đề tài kinh tế mà ông đang làm. Đó là vấn đề thậm chí ông có thể bán tới in ra những cái sách kinh thánh và có thể bán tới giá 59 hay là 56 đô la cho một cuốn để có thể lấy tiền gây quỹ tranh cử. Thứ cũng là một cái vấn đề là có một cái đầu óc rất là tế nhị mà có thể không biết ông có lấy lượm tiền được qua cái điều này hay không. Bên cạnh đó thì tất cả những từ cái áo cho đến cái nón rồi cho đến tất cả những gì đều có thể đi vào vấn đề kinh tế. Vậy chúng ta phải nhìn nhận rằng ông Donald Trump là một nhà kinh tế gia có thể hoạch định lại tất cả những cái gì mà có thể gây quỹ được cho trong cái cuộc kỳ tranh cử của ông. Bởi thế chúng ta nói rằng cái vấn đề cuộc đua tổng thống, mặc dù ông tổng thống Joe Biden đã thành công hoàn toàn trong cái trường gây quỹ ở thành phố New York vào tối hôm qua, ông cùng với tất cả các cựu tổng thống của ông, đó là ông Barack Obama, ông Bill Clinton đã tham dự một cái sự kiện mà rất có nhiều ngôi sao đã có mặt và đôi khi bị gián đoạn bởi những người kêu gọi biểu tình ngưng bắn ở trên dải Gaza ở phía ngoài. Thành bởi thế cũng là một trong những vấn đề khó khăn cho ông Joe Biden lúc này. Cả ba tổng thống đều đưa ra một cái lời cảnh báo rõ ràng về cái gì? Họ nói rằng về một cái mối đe dọa mà cựu tổng thống Donald Trump sẽ đặt ra nếu ông ta tái đắc cử. Cái điều ông cảnh báo cho người dân và tất cả các cử tri Hoa Kỳ biết rằng là đây là một cái mối đe dọa mà cựu tổng thống Donald Trump có thể đặt ra nếu đắc cử. Mà cái đe dọa này là gì? Là cái vấn đề nền dân chủ thực sự đang bị đe dọa. Ông nói đe dọa là đe dọa cái nền dân chủ của Hoa Kỳ. Liệu cử tri có thể tin những cái lời nói của ông để dồn phiếu cho ông trong những ngày vào tháng 11 tới đây hay không? Sự kiện này, việc trước tiên ông đã quyên góp được hơn cái số tiền ngoài tất cả các giới báo chí đã nói hôm qua đó là 25 triệu. Nhưng bây giờ con số đã trở thành 26 triệu. Trong khi đó thì chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng đang tăng cường những cái nỗ lực gây quỹ. Và mặc dù theo những cái cuộc tranh cãi gần đây thì cho thấy rằng ông Trump công bố rằng ông đang bán một cái bản sao yêu để của những người mà cơ đốc giáo, chính thống giáo cũng giống như là công giáo với cái tiền gọi là nguyên bản kinh thánh với giá là 59 đô la 99 cent cho một tờ trong cái tuần gọi là trong đặc biệt nhất là ngày Good Friday là trong thế giới bên công giáo thì gọi là tuần thánh. Và một số cô đã cơ đốc tự nhiên là những người theo đạo Tin Lành cũng nói rằng hành động này đang lợi dụng đức tin của người dân để trục lợi. Nhưng ông lại gặp một cái sự gọi là phản phê bình của một số những người cơ đốc giáo. Ông gọi đây là một cái hành động này đang bị lợi dụng cái gì, lợi dụng đức tin để trục lợi. Theo anh nghĩ cái sự kiện này thì như thế nào? Thì anh hai bên gây quỹ vừa qua thì anh thấy hai bên như thế nào? Trong cái chuyện này nó hơi khá tế nhị, nhưng mà nó có cái biên giới giữa cái vấn đề đó với vấn đề lợi dụng nó cũng khó lắm anh. Mình nói ông lợi dụng thì cũng có thể là bị phản ứng, mà là ông làm một việc mà đàng hoàng thì cũng chưa chắc. Thôi bây giờ cái sự im lặng đi. Nhưng mà anh nghĩ rằng cái cuộc tranh cử này vấn đề tiền bạc thì trên cái đầu tiên chúng ta tài chính thì không, cho dù không có theo dõi nhiều đi nữa thì chúng ta cũng phải có một cái nhận định rằng ông Joe Biden đã lướt qua ông cựu tổng thống Donald Trump về vấn đề tài chính thôi. Và anh nghĩ rằng cái vấn đề tài chính này có phải là cái chìa khóa để cho ông Trump ở lại White House trong 4 năm nữa hay không? Bương qua tôi dành một chương trình, toàn bộ chương trình để nói chuyện, và sáng nay tôi dành chương trình nói chuyện 8 giờ sáng nay chuyện vấn đề này, thì có thể nói rằng ở phía ông Trump thì giải thích đó, rất là vui. Ông nước đảng chủ chơi với đại gia, ông chơi tỷ phú không? Tại vì ngoài ba tổng thống về và còn có những cái nhà kinh doanh tỷ phú ở Silicon về,
tỷ phú từ 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 Las Vegas về, và chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn như vậy đó bà kiếm tới khoảng, theo tin tức tối hôm qua là 25 triệu, chứ không phải như 26 triệu sáng nay nói anh bộ cái mới, thì nó làm kỷ lục của nước Mỹ, Đúng như vậy, đúng như vậy. nó làm kỷ lục nước Mỹ. Và tại sao ta đổ tiền ra như vậy? Có lẽ trong đầu của những người mà kinh doanh lớn đó, những nhà tỷ phú đó, họ không muốn ông Trump đắc cử tổng thống, và với số tiền của ông trước khi mà ra gây quỹ, số tiền của ông Biden có trong cái trong 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 cái tài khoản ông ta để cho vận động tranh cử là 155 triệu, gấp 5 lần số tiền Trump có. Bây giờ ông kiếm số tiền thêm 25 triệu nữa thì nó làm kỷ lục mà ông Trump nằm mơ cũng có. Nên phía ông Trump cho rằng, phía ông Trump là những người mà ủng hộ cho ông đó về tài chính này eo hẹp, đại loại những người từ khối ít áo ôm từ 1-20 đồng, 5-30 đồng, 1-200 đồng. Còn phía ông Biden cho rất là tiền nhiều, anh biết cái số ticket bán ra nó khoảng chừng 5.000 người tham dự ngày hôm qua, cái giá vé bán ra thì khoảng chừng 225 đồng một vé, đó là vé cá kèo, còn mà vé lên trên nữa rất là nhiều tiền. Và trong đó những chương trình khác có thể donation này nọ lên, có vé lên tới 100.000 đô la, 250.000 đô la và 500.000 đô la. Cho do vậy bữa hôm qua ta gọi là buổi gây quỹ đó, buổi gây quỹ đại gia, Vô tiền khoáng hậu hả? Trước giờ chưa vô tiền có khoa học. Nhất mà Nhưng nói dày dặn mà hơn, ít nhất nó nói dày dặn hơn là từ cái lúc mà tôi biết về gây quỹ đến giờ này gần 40 năm đó, thì chưa bao trên giờ buổi thấy gây như quỹ vậy. chưa bao giờ có số tiền gì cho vậy. Nhưng mà tiện hỏi anh Nam Và một câu như thế này. Anh khi anh nói đến nhiều tiền thì bây giờ tôi hỏi anh lại. Thưa anh, thích anh nhớ lại vào cái thời kỳ tranh cử năm 2016 thì bà Hillary Clinton cũng là một trong những người mà có thể nói có cái số tiền vận động rất lớn. Ông Trump hồi đó thì khó có thể nói so sánh được với là bà Hillary Clinton lúc đó. Nhưng mà kết quả lại cuộc bầu cử lại là ông Donald Trump thắng. Anh nghĩ rằng có phải cái tiền là cái chìa khóa kiên quyết nhất trong cái vấn đề mà đưa đến thành công hay cho cái cuộc bầu cử hay không thưa anh? sự ra đó, cái chuyện Trump mà đắc cử chức tổng thống năm 2016 đó, thì nếu như ông Trump đứng cái vai trò của Hillary Clinton đó, thì ông nói cuộc bầu cử bị gian lận, cuộc bầu cử bị đánh cắp. Tại vì sao? Tại vì trước cuộc bầu cử thì tất cả mọi thăm dò dư luận đều tập trung vào chuyện ông Trump thua nặng và bà Hillary Clinton thắng lớn. Nhưng mà tới ngày đó, trước cái tuần lễ đó, nhiều biến động xảy ra quá. Bạn. Bởi vì cái biến động, sự tiết lộ của FBI về một số chuyện liên quan đến bà Trump và liên quan với Hillary. bà Hillary. Hillary, khiến cho một số người nản chí không bầu được bà nữa. Và lúc đó ông Trump chưa bị cháy như bây giờ. Và lúc đó là gì? Hay. Chưa biết Lúc ông ông Trump Trump như bây giờ. chưa Hay, biết anh được ông Trump làm nhiều, một cái bây gì? giờ chúng ta biết ông Trump nhiều quá. Hồi đó thì có ai biết Trump nhiều, tưởng là một tỷ phú tài năng, là nào là lấy tiền làm đi làm không lãnh lương, thì lấy tiền giúp cho người nghèo, nghe rất là từ thiện, nghe rất là Hấp hấp dẫn. Và ông được tuyên bố nhiều cái Make America Great Again, là người Mỹ vĩ đại nhất trong trong lịch sử, những khẩu hiệu rất là bùng nổ. Và người ta bị bê cái lọc, giống như chúng ta đi ra mua những hàng hóa nghe nó ác ôn ác liệt lắm, nhưng mà khi về sử dụng thì thấy nó tồi. Do vậy tôi nghĩ cái cuộc mà sau đó chỉ cần 4 năm, ít có vị tổng thống nào mà rớt trong cuộc tái ứng cử trở lại, thì ông Trump là người bị rớt trong một tái ứng cử lần thứ hai trước ứng cử viên Joe Biden, ông già Google. Điều cho thấy là người Mỹ đã có sự chọn lựa chính xác của họ. Người Mỹ đã có sự chọn lựa. Họ nói ra tiếng nói của họ. Và bây giờ nếu lần này mà ông Trump ra
tái ứng cử một lần nữa với Biden. Nếu ông thắng thì có nghĩa là cái dư luận cho ông Biden già quá, hết gân rồi, không đủ sức làm tổng thống nữa, thì là một tổng thống tệ nhất trong lịch sử, thì có thể sẽ có hiệu quả. Và nếu như ông Biden mà đậu đó thì có nghĩa là nước Mỹ, cử tri của Hoa Kỳ đã chôn sống Trump lần thứ hai. Lần thứ trước chôn sống một lần mà chôn mà chưa chết, mà tôi nghĩ chôn sống cái này là chôn mà chết luôn. Chết luôn ở đây theo nghĩa bóng của nó là ông sẽ không bao giờ dám ra tranh cử một lần nữa. Thứ nhất là tuổi tác lớn, thứ hai là người một một món hàng mà người ta đã chê tới chê luôn như vậy, dân Mỹ không mua thì anh bán cho ai mua? Thì tôi tin là cuộc bầu cử này với ông Trump đó, nếu trong vị trí đó thì ông Biden sẽ coi chừng, bởi vì ông Trump đánh cái trận này đánh sinh tử, đánh trận này ông Trump sẽ đánh sinh tử, mà ông Biden không khéo thì sẽ bị ảnh hưởng. Trên lần này anh thấy ông Biden đánh chiến trận mà theo dõi từng ngày đi của ông, mình thấy mình giật mình luôn. Ông già gần 80 tuổi đi cái khiếp đảm, sau đọc bài diễn văn tại bài diễn văn thông điệp liên bang, ông nhào xuống hai tuần lễ, trong khi bà Kamala Harris cũng ở khu vực cử tri mà khối mà mẹ đó, ở cái vùng phía Tây này, và ông ở đó là vòng một hai tuần vận động ở 6 tiểu bang ròng rã để mình kéo phiếu về cho phiếu Biden, rồi bay trở về, sau đó là bay trở về Hoa Đỗ chuẩn bị cái cuộc ra mắt Biden, cuộc ra mắt gây quỹ tại New York, có sự có mặt của hai tổng thống anh em, ông kéo một liên minh ba tổng thống Biden, Quá Obama dữ, và quá dữ. Clinton để vận động cuộc tranh cử lần này. Thì đó là chưa kể sẽ ba đệ nhất quân nhân sẽ xuống đường nữa, chưa kể bà Siêu bỏ trường đại học đi ra vận động cho chồng, và bà thu về được khoảng 800 mấy chục ngàn đô la. Cho nên chúng ta thấy rằng hiện nay ông đang kéo cái điểm, thay vì trước đây ông lờ mờ, ông không chịu vận động tranh cử nhiều nữa. Ông thua tháng trước, ông còn thua, ông Biden còn thua trong 16 điểm, 6%. Và thăm dò mới nhất cho biết rằng ông Biden đã rút ngắn sự cách biệt chỉ còn xuống cả 2%. Có nghĩa trong tháng vừa qua ông đã gain được 4%. Anh thấy nó ghê gớm không? Và người ta nói trong khi Trump đang phần lại đi xuống với nhiều mặt trận pháp lý, vận động tù đầy vấn đề mà riêng bịt miệng đủ thứ chuyện bà làm á, thì khó khăn tiền là tiền bạc về trả tiền cho tòa án và tiền bạc về bầu cử, cái ngân quỹ nào cũng thiếu á. Vâng. Và tôi báo cho anh thêm một tin nữa cũng kinh khủng nữa, cái niềm hy vọng của ông Biden, ông Trump rất là lớn, và trong mấy ngày vừa qua, ngày thứ ba vừa qua, khi mà tác ông mượt với cái công ty của khác á, Rất sốt nó lên tới khoảng, nó lên tới 70 mấy đồng, cao điểm trong ngày thứ ba nó lên 70 mấy đồng, người ta mua đến mức độ chóng mặt, có lúc đó là stock ông phải đứng lại, phải khừng lại, không có buôn bán nữa, và nó kết thúc ở ngày hôm đó nó lên cao nhất 79 đồng 38 một mỹ kim, và nó kết thúc đó, nó mà mở đầu vào lúc 70.90 mỹ kim, và nó lên, nó lên 79.38 mỹ kim một cổ phiếu. Sau đó nó Wow. tụt xuống, sau đó nó tụt tụt xuống và nó lình bình ở khoảng năm mấy 60 mỹ kim, Trời ơi, vậy là bây giờ và là xuống thấp thua, mất mất từ lúc mở ra luôn rồi hả? đọc tin này chờ một giây nó sẽ thấy nó kinh hoàng. Thì lúc đó chúng ta đọc các nhà bình luận của nước Mỹ nó lắc đầu, nó nói cổ phiếu của ông Trump không có giá trị, là cái cứ social media ông á, số người coi so với Facebook, so với các công ty cùng nghề khác đó, hay là công ty của ông Animus là trước là Twitter đó, thì cổ phiếu ông rất là thấp, và cái số lượng người xem rất thấp, khoảng 1/200, 1/150 số khán giả của bên, số độc giả của bên Facebook, 1/50, 1/150, 1/180, thì khoảng cỡ đó của khán giả của Facebook, và còn 1/100 của khán giả của bên mà Twitter. Thì với một cái mạng xã hội mà không có người xem bao nhiêu như vậy thì cái giá bán ra là giá rất là
như là fanfare, giá hớn hở đó, giá bùng nổ thị trường đó. Ai mua, những người ủng hộ viên của ông ta mua một ít ra để ủng hộ, có tạo Maga, cơn trớn Maga. đồng, cơn trớn ma gai, là tạo cơn trớn đồng giả, Vâng. và nó sẽ tự điều chỉnh của nó sẽ đi xuống. Và ngày hôm nay thì tôi mới vừa đọc một bài viết rất là kinh hoàng của nhân vật, của một cái ông làm của nhân vật tên gì đây, của nhân vật tên là, vào ngày Cho bây hôm giờ qua mình biết là kinh hoàng ngày hôm qua của nhân vật tên là Ritter. Thì nhân vật Ritter là một bình luận viên về kinh tế, họ nói y chang như vậy, họ cho rằng cổ phiếu ông Trump sẽ bị xuống tới cái mức là từ đây đến lúc mà ông Trump có quyền mà đụng chạm vô tiền bạc trong 6 tháng đó, không có thể cash tiền ra được, thì cổ phiếu ta có thể rút xuống khoảng 2 đồng một share, hoặc tệ hơn nữa, có nghĩa là từ một đỉnh cao rất tệ hơn VinFast nữa, xuống từ khoảng mức từ VinFast bây giờ là khoảng dưới 5 đồng, lên cả cờ cả 100 đồng và xuống khoảng 5 đồng trong thời gian rất là ngắn. Và bây giờ cổ phiếu của ông Trump bây giờ khoảng 50 mấy đồng, thì nó xuống theo cái bình luận viên mà Richter thì cho nó sẽ xuống khoảng around $2 a share, or worse, hoặc là tệ hơn nữa, có cái dưới 2 đồng tệ hơn nữa. Thì đó là cái tình hình của đó, chúng ta chờ xem, chúng ta không thể đếm cua trong hang được, dẫu sao cái lời nói của nhận định của ông Richter, bình luận viên về kinh tế, thì cũng chỉ là một nhận định mà thôi, chúng ta chờ xem cái kết quả như 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 thế nào. Và tôi như vậy, chúng ta thấy có hai yếu tố để ý là cái stock của ông Trump nó như thế nào thì quyết định về tài chính, đúng không? Ông Trump thăng hoa lên hay xuống đó, thứ nhất. Đặc biệt cái bán stock lần này ra, merge lần này ông tăng lên khoảng đến giờ này gọi là từ 6 tỷ Mỹ kim, cộng như 2 tỷ mấy ông có, lên 8 tỷ mấy Mỹ kim, nhưng còn giữ mức đó không đâu một chuyện lớn. Ông vô trong năm danh sách 500 người giàu nhất thế giới rồi, đó là một chuyện lớn. Chuyện thứ hai nữa là gì, nếu ông Trump rớt thì nó sẽ như thế nào nữa. Mà cái trend hiện nay đó, là nếu ông rớt mà về tay ông Biden, mà ông cho là người ông thống dở nhất thế giới, ông thống dở nhất lịch sử Mỹ, và để ông mà ngủ gật như vậy và đánh gục ông Trump, thì nó làm điều tôi nghĩ ông Trump có thể chịu nổi cơn sốc đó không? Cảm ơn anh Xuân Nam với tất cả những cái tin tức rất là rộng rãi về tất cả những cái gì liên quan đến hai ứng cử viên tổng thống, và đặc biệt nhất là vấn đề trade quỹ. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đề cập đến cái trust social media của ông Donald Trump liên kết với một cái công ty nữa. Chắc là những cái sự kiện về vấn đề tài chính là cả những cái vấn đề khó khăn hiện nay đối với ông Trump, kể từ khi tất cả những cái vụ án diễn ra ở tại New York đã là một cái phần không mấy thắng lợi cho ông cựu tổng thống Donald Trump. Lẽ nhiên ông vẫn còn một cái con đường nữa là con đường kháng cáo lên tới tối cao pháp viện. Tuy nhiên tất cả những sự kiện này không biết nó sẽ mang lại cái kết quả cụ thể nào cho ông Donald Trump trong những ngày tháng tới đây. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng nói đến một cái vấn đề mà cả nước Mỹ trong những tuần, trong những ngày vừa qua đều bàn tán rất nhiều, đó là chiếc cây cầu ở tại Baltimore đã bị sập. Thế thì bây giờ các công nhân ở Baltimore phải đối mặt như thế nào? Sáng hôm nay, tất cả những tin tức mà chúng tôi nhận được từ hãng thông tấn AP thì họ cho biết rằng là các công nhân ở Baltimore đã phải đối mặt với một cái công việc cực kỳ phức tạp. Tôi nhắc lại một lần nữa, đây là một cái công việc rất là khó khăn và phức tạp mà tất cả công nhân ở tại Baltimore phải đối diện. Việc trước tiên là khi họ làm việc để dọn sạch tất cả các cái phần thép của hai cái vài của cái cây cầu gọi là cái cầu Francis Scott đã bị sập sau khi một chiếc tàu chở hàng đâm vào nó trong tuần vừa qua. Bây giờ chúng ta nói đến vấn đề tài chính thì chính phủ liên bang hiện nay đã immediately tức thời đã cấp một cái sáu ngân khoản 60 triệu đô la theo yêu cầu của ông thống đốc tiểu bang Maryland, đó là ông Westmore. Đây là như một cái khoản tiền ứng trước để dọn dẹp và xây dựng lại cái cây cầu. Mà cái cây cầu này là một cái cầu rất quan trọng, thành bởi thế cần phải xây dựng lại cả as soon as possible, tức nghĩa là càng sớm thì càng tốt. Ông thị trưởng Baltimore là ông thị trưởng Baltimore và là ông Brandon Scott, đúng rồi, tôi nhớ là ông Brandon Scott. Ông hôm thứ Năm ông cũng cho biết rằng ông hy vọng là thi thể của bốn người đàn ông còn bị mất tích thì có thể lấy tìm lại được trong những cái đống bùn hiện nay mà đang có thể nói là có đống sắt bùn của cái chiếc cầu nằm ở dưới đó. Và
Hôm thứ Tư thì họ cũng tuyên bố, nhà chức trách tuyên bố rằng là họ đang tạm dừng tất cả các nỗ lực tìm kiếm tất cả những người nào, và họ dồn lại để vấn đề phục hồi lại tất cả những cái gì mà đã mất mát ở qua cái vụ sập cầu ở tại Baltimore. Thành chúng ta thấy rằng nước Mỹ cũng đang đứng vào trong những cái vấn đề khó khăn. Nhưng lẽ nhiên họ có tiền anh. Tôi thấy rõ ràng là đụng cái thì bỏ ra 60 triệu đô la liền, liền nhanh chóng để có thể cái công cuộc mà xây dựng lại, làm lại cái chiếc cầu. Thì đây cũng là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cũng cần phải biết đến. Nhưng sáng nay thì cũng lại có một cái tin cũng rất mừng. Vâng, kính thưa quý vị, gần thời gian gần đây thì quý vị thấy vấn đề Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ ít khi có những cái vấn đề gọi là liên kết nhau lại trong một cái vấn đề gì mà quốc gia Hoa Kỳ đang đối phó. Tin sáng nay thì từ hãng thông tấn Reuters đánh đi thì cho chúng tôi biết rằng là các nhà lãnh đạo quốc hội của Hoa Kỳ, bao gồm cả Thượng viện, Hạ viện, lưỡng đảng, đó là Cộng Hòa và Dân Chủ, ngay cả những thành viên của Độc Lập, họ đã đồng ý với nhau và việc lên án và chỉ trích việc chính phủ Nga đã giam giữ nhà báo Mỹ, một trong những nhà báo có tên là Evan Genskovsky. Đây là một trong tuyên bố chung hiếm có đưa ra vào hôm nay, tuy nhiên là ngày thứ Sáu, đánh dấu một năm kể từ khi ông ta bị bắt đầu bị giam giữ. Đây là một nhà phóng viên, một ký giả viết cho tờ Wall Street và đã bị giữ ở tại Nga gần tới một năm trời. Ông ta là một người công dân Mỹ, chắc là cái tên thì Ivan Weskoskip, chắc là anh Xuân Nam cũng nghĩ là ông này chắc gốc người Nga quá phải không anh? Cái tên thì tôi thấy có vẻ như vậy. Ông này là một phóng viên của tờ Wall Street Journal và hiện đang bị chính phủ của ông Tổng thống Vladimir Putin giam giữ oan. Theo như lời tất cả những tin tức mà Reuters đánh đi thì họ xài cái chữ là giam giữ oan uổng trong một năm qua. Và họ nói rằng chúng tôi tiếp tục lên án cái vụ bắt giữ này. Đây là lời của Quốc hội lưỡng đảng vô căn cứ và những cái cáo buộc bịa đặt và bỏ tù bất công. Đặc biệt nhất là chúng ta thấy ông chủ tịch Hạ viện của Hoa Kỳ, đó là ông Mike Johnson của tiểu bang Louisiana, cũng giống như chủ tịch của lãnh đạo khối đa số của thượng viện, đó là ông Chuck Schumer của tiểu bang New York, và phe thiểu số Hạ viện, đó là ông Hakeem Jeffries của tiểu bang New York luôn. Tất cả những người lãnh đạo này đều đồng thanh, cộng với là sự hiện diện của ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell của tiểu bang Kentucky, lãnh đạo khối thiểu số của Đảng Cộng hòa tại thượng viện, đều đã có đưa ra những cái nhận xét và đồng một cái quan điểm như vậy. Cái nhận xét của họ đưa ra là chỉ vài ngày sau khi tòa án của Moscow gia hạn cái thời gian giam giữ trước khi xét xử ông Wenskoski cho đến ngày 30 tháng 6. Tuy nhiên điều đó có nghĩa là ông sẽ bị giam cầm dài hơn. Thì các nhà lãnh đạo lập pháp của Hoa Kỳ vẫn duy trì cái tầm quan trọng của công việc, như là ông Gershkovsky đối mặt với việc ông ta đã bị giam giữ. Bởi thế, đây là lần đầu tiên chúng ta thấy tất cả các thành phần chủ chốt của Hoa Kỳ, đặc biệt nhất là trong giới lập pháp, đã có những cái hành động quyết liệt đối với ông Vladimir Putin trong cái việc giam giữ một công dân Hoa Kỳ với tư cách là phóng viên của tờ Wall Street đã bị giam giữ, và cái thời hạn xét xử cũng có thể gia hạn lên để đi đến quá một năm, thưa anh Xuân Nam. Thì cái đó cũng là một cái tin để cho thấy rằng lẽ nhiên chúng ta cũng gần đây thì những sự việc diễn ra tại miền Bắc, miền Nam cũng giống như tại Việt Nam làm cho chúng tôi cũng không thể đi có đủ thời giờ để gửi đến quý vị tất cả những tin tức. Thì sáng nay trong một ngày cuối tuần chúng tôi cũng muốn gửi đi tất cả những tin tức từ Hoa Kỳ để quý vị có một cái nhận xét những gì hiện nay, nơi mà chúng ta nhìn nhận đây là quốc gia thứ hai của chúng ta đang đối diện với tất cả những vấn đề gì mà chúng ta cần biết đến. Trong lúc đó thì chúng tôi cũng muốn nói đến vấn đề của sự ra đi của ông Võ Văn Thưởng. Lẽ nhiên sự ra đi của Võ Văn Thưởng tại Việt Nam đã mang lại nhiều cái hậu quả không mấy tốt đẹp. Đó là việc trước tiên một số lớn tất cả các quan chức ở cấp cao như là cựu bí thư tỉnh ủy đều có thể nó đi vào vòng lao lý. Đặc biệt nhất là ông Lê Viết Chữ, một trong những cựu bí thư của tỉnh ủy Quảng Ngãi, là có thể nói đã từ chức lâu rồi nhưng bây giờ thì vẫn còn có những tin tức và cho thấy ông có gian díu đến với ông gọi là Phước Hậu. Ông Hưng Hậu chứ hả? Ông Hậu gì đấy? Cái người mà của cái tổ chức Phúc Sơn, Hưng Phước Hậu. Và ông này hôm qua thì đã theo một cái thông báo của ông Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn viên của Bộ Công an, cho biết là đã bị giam giữ. Đến nay thì cái tổng số những người bị giam giữ qua cái vụ của ông của tập đoàn Phúc Sơn thì có thể đi đến một cái con số quá lớn và có thể nói trải dài từ Vĩnh Phúc cho đến Quảng Ngãi, cho đến Vĩnh Long và một vài tỉnh khác trong tương lai nữa anh. Thì đây là một cái sự kiện làm chấn động cái vấn đề mà gọi là những cái tập đoàn thống trị. Thì điều đó cho thấy rằng có một cái sự liên kết chặt chẽ của những nhà cầm quyền, mà đặc biệt nhất là những người này là những người thành phần ở trong Trung ương Đảng.
Tại vì sao? Họ là những người bí thư tỉnh ủy, đâu phải là một cái chức vụ nhỏ đâu. Và tất cả những cái người này đã nói lên một cái sự kiện không được tốt đẹp cho những gì mà người dân đang thảm phán rất nhiều. Và nếu qua những cái sự kiện mà ông Võ Văn Thưởng ra đi một cách đột ngột như vậy, thưa anh, thì liệu cái câu hỏi đặt ra cái ảnh hưởng sự bang giao và đặc biệt là vấn đề mở rộng kinh tế giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam ở trong cái trình độ như thế nào? Thì ngày hôm qua một cái phái đoàn có Bùi Thanh Sơn là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có mặt ở tại New York cùng với có một cuộc gặp gỡ với ông Antony Blinken ở tại Washington DC, và hai người ông Antony Blinken và ông Bùi Thanh Sơn đã có những cái gọi là tiếp xúc và trao đổi, và hai bên đưa ra cái quyết định rằng cái nghị quyết rằng là cái vấn đề mà ông Võ Văn Thưởng không có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề kinh tế hai bên hiện nay đang có những cái vấn đề gọi là nâng cao cái công nghiệp, cũng mở ra những cái hãng xưởng mà các nhà đầu tư Hoa Kỳ sẵn sàng nhảy vào Việt Nam để có thể giúp Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có thể đứng hàng đầu trong khu vực quốc gia Đông Nam Á về vấn đề mở rộng và cái mạng lưới kinh tế của Việt Nam cũng giống như vấn đề đầu tư ở tại Việt Nam đối với tất cả quốc gia khởi đầu là Hoa Kỳ. Thưa anh Đà Sơn ạ. Bây giờ người ta nói chuyện này cũng vui lắm. Dạ vâng. Và mấy hôm nay chúng ta có đề cập đến của đại hội cách đây một vài tuần của đảng No Labels của nước Mỹ. À. Và nó tiến cử cho một người, đại hội đồng ý được kẹt cử một người đại diện cho đảng No Labels ra tranh cử chức tổng thống Mỹ. Đã không có Tôi tên biết ha. tổng thống Mỹ hiện nay có một số người, nhưng mà đảng Labour cho đến giờ này chưa cử ra người cụ thể. Họ nhắm rất là nhiều người, nhưng mà cuối cùng là hết người này sang người nọ, họ từ chối. Cái chuyện ra làm tổng thống, ra ứng cử tổng thống mà người ta từ chối, bởi vì sao? Cái cơ hội nó nhỏ quá. Vâng. Cơ hội rất nhỏ. Lấy cử tri đâu mà tranh cử với ông Biden? Lấy cử tri đâu tranh cử với ông Donald Trump? Thì chúng tôi vừa xem một cái bài viết cũng rất là thú vị. Nó nói về cái tình trạng ế ẩm cái chức tổng thống của đảng No Labels. Và khi mà có một dự tính mời ông cựu thống đốc của tiểu bang New Jersey, đã nhớ ông nào Ông là ứng cử Christie. viên, ông Chris Christie, trong thời gian vừa qua có ra ứng cử tổng thống của đảng Cộng hòa, ông ta thất bại, ông ta rút lui đó. Để ông ta tuyên bố câu như thế này vui lắm, mình rất là mỉa mai: nếu tôi ra ứng cử cho đảng No Label thì mục tiêu tranh cử của tôi, vận động tranh cử của tôi tập trung vào đề tài vote for Joe Biden, hãy bầu cho Joe Biden. Một người ứng cử viên tổng thống của một đảng này ra ứng cử thì chương trình nghị sự của ông ta là bầu cho một ứng cử viên của một đảng khác, thì cái đó là một sự rất mỉa mai. Cho nên rồi có một số cũng đề nghị một số nhân vật khác nữa mà hiện nay nó đều turn down, nó không có đồng ý được ra. Mà mình biết ra ứng cử tổng thống tốn nhiều tiền, nhiều bạc, nhiều công sức, nhiều thời gian mà không có hy vọng ra tranh cử làm gì. Thì một nhân vật khác cũng được xem ngắm nghía đến cái việc người ra tranh cử là ông Rex Hubby, xin lỗi quý vị. Thì ông ta cũng nói rằng No Label, tôi làm tổng thống của đảng No Label ơi. Happy now. Happy now. Có thật sự mà sung sướng không? Mà cũng không ra luôn. Thì đó, cho cái cảm giác người ta phiêu, cái đảng mới ra quân đó, mà nó rất yếu xìu, nó không có mạnh gì hết, và không có ai muốn là đại diện đảng ra tranh cử chức tổng thống. Thì giống như một cầu thủ vậy, nó cho ví dụ giống cầu thủ, thấy người ta đá banh được, báo chí ca tụng được này nọ, từng bước thì cũng muốn là Maradona, Rossi này nọ, nhưng mà cuối cùng thì không có khả năng ra trở thành một cầu thủ, bị đuổi ra khỏi sân. Thì cái khi mà trong cái bài này đề cập câu chuyện kia, nói đề cập ông Biden và ông Trump á, thì bài này cái ký giả của tờ viết này cũng rất là mỉa mai. Nói thì ông về ông Biden họ nói rất là tử tế. Ông là
tổng thống của đảng Dân Chủ là ông Joe Biden. Ông nói về ông Trump nói gì biết không? Ông nói như này nè, một ứng cử viên bầu cựu tổng thống của đảng Cộng Hòa và hiện nay là một tay bị nghi ngờ là tội phạm của tội hình sự, nhiều vụ án thì xảy ra ở đồng Donald Trump. Thì anh thấy trong cái nhìn thành, tôi có một lần tôi nói chuyện trên đài thì cái bộ hai ôm đó, cái dư luận của báo chí Hoa Kỳ về ứng cử viên tổng thống Donald Trump nó rất là thấp, và tôi cho rằng nếu kỳ này mà ông ta thất bại thì kể như ông chú tôn sống với tên tuổi mình luôn. Và cái cơ may thì hiện nay cái nếu mà các cuộc thăm dò là đúng đó, thì ông còn ngang ngửa thậm chí hơn trên Biden chút. Nhưng mà như chúng tôi đã phân tích ngày hôm qua thì chúng ta theo dõi trong một tháng vừa qua, từ cái money trail đồng tiền nó chạy vào trong túi ông ta, sự ủng hộ rất lớn của những nhà nhà giàu, và cái phong trào vận động ông ta nó kinh khiếp lắm. Và ông thuê mướn tiểu bang chiến địa, ông thuê mướn 360 cổ động viên ăn lương tối ngày đi cổ đồng hòa hết bầu cho ông ta thôi. Ở dàn tham mưu ba tổng thống nhảy vào cuộc thì có thể nói rằng những trận ngày sắp tới, bây giờ chưa còn tới ngày 8 tháng nữa thì mới tới kỳ bầu cử, nhưng mà bước ra của ông Biden, tôi cho rằng tôi sống đây khoảng 40 năm, tôi cho rằng cú ra quân này nó ngột thở luôn Anh đó. gọi Nếu là mà ngoạn mục ha, gọi là ngoạn mục nếu ha. như mà ông Biden mà thua thì có nghĩa là cái lời người ta chán chường ông là ông già ngủ gật, bởi ông quá già rồi về nghỉ đi đó, thì cái đó nó đúng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái điều này cũng khó lắm, bởi vì ông Trump cũng đâu có lớn hơn gì đâu, ông Trump cũng đâu, ông gia đình đâu nhỏ hơn gì đâu, vài tuổi vài Bốn bốn tuổi. thì chúng ta sẽ chờ xem. Tôi cho rằng đây là một cuộc thi đấu mà tôi thích nhất từ từ xưa đến giờ. Cho lại anh Trọng. Vâng, trước khi mà chúng tôi chia tay với quý khán thính giả thì quý vị cho chúng tôi gửi đến một cái tin có thể nói xem thường nếu quý vị nghĩ rằng nó không có gì quan trọng. Tuy nhiên, với cá nhân của những người làm báo chí chúng tôi thì tôi thấy đây là một cái khởi điểm quan trọng gây nên một cái tình trạng có thể nói bất ổn định ở tại khu vực Đài Loan cũng giống tại Biển Đông. Việc trước tiên chúng tôi muốn nói đến là chắc có lẽ quý vị cũng biết qua cái cuộc bầu cử vừa qua ở tại Đài Loan, một trong những người đảm nhiệm chức vụ phó tổng thống là một trong những người hình như đã có thể gắn liền với đời sống ở tại Hoa Kỳ. Nhưng cái vấn đề quan trọng hôm nay chúng tôi muốn nói đến đó là vấn đề vị tư lệnh hải quân của Đài Loan. Vị tư lệnh hải quân của Đài Loan, người có tên là Đô đốc Tông Hòa. Ông đã có một cái lịch trình đi đến thăm Hoa Kỳ chính thức. Kính thưa quý vị, đi thăm chính thức Hoa Kỳ. Để tuần tới, ông sẽ dự một cái buổi lễ quân sự và thảo luận về cái cách thức tăng cường hợp tác hải quân song phương. Trong lúc đó thì Trung Quốc càng ngày càng gia tăng tất cả các mối đe dọa với hòn đảo này. Và đây là một cái tin tức đã làm cho người ta bàn tán và nghĩ rằng liệu có thể có đụng độ trên biển, vùng eo biển Đài Loan trong tương lai hay không. Thì chắc là quý vị cũng đã biết hình ông tư lệnh hải quân Trung Quốc này đã ông đã có mặt trong như tất cả các buổi mà chuyển giao tất cả các hộ tống hàm được sản xuất trong nước và cũng có một số được của Hoa Kỳ viện trợ. Thì vài cái nguồn tin cho biết rằng thì mặc dù Đài Loan và Hoa Kỳ có mối quan hệ chặt chẽ nhưng mối quan hệ này không chính thức. Đây quý vị nói để quý vị có một cái nhận định rõ ràng. Trong quá khứ và cho đến ngày hôm nay, Hoa Kỳ và Đài Loan có cái mối quan hệ rất chặt chẽ, nhưng cái mối quan hệ này nó không có chính thức. Vì Washington đã chính thức công nhận Trung Quốc chứ không phải là công nhận đảo Đài Loan. Và cái hòn đảo này là có chính quyền dân chủ mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ của họ. Mặc dù cái chính quyền của đảo Đài Loan có những cái cuộc bầu cử diễn ra trong cái tinh thần dân chủ, tuy nhiên Bắc Kinh luôn luôn, nghĩa là họ luôn luôn khoe mồm rồi là họ tuyên bố một cách rõ ràng đó là phần lãnh thổ của họ. Và Đài Loan luôn luôn bị bác bỏ tất cả các yêu cầu lãnh thổ của Trung Quốc. Thì nguồn tin cho hay rằng là ông Đô đốc Tăng Hoa này sẽ tới đầu tiên Hawaii, ở nơi đặt trụ sở, chắc là quý vị biết rằng Hawaii là như thế nào. Đây là nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương và Hoa Kỳ. Một vùng rất có ảnh hưởng nếu tất cả những có sự biến động diễn ra ở tại quần đảo Đài Loan.
Và ông đến làm gì? Ông đến để bàn giao chức vụ chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Và đây là một cái chức vụ mà có thể nói rất quan trọng đối với vấn đề an ninh của cả Việt Nam, Philippines, cũng giống như Bắc Hàn, Nam Hàn và tất cả những quốc gia ở trong khu vực, và đặc biệt gần đây nhất là Đài Loan. Chắc quý vị ngày xưa quý vị cũng biết ông John McCain á, thì bố của ông á, đã từng là tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương, trong lúc đó là ông là một trong những sĩ quan lái máy bay Skyhawk mà đi anh đạt Bắc Việt. Thì quý vị, chúng tôi nói để quý vị biết rằng cái lực lượng hải quân Thái Bình Dương đóng tại Okinawa là một cái lực lượng chủ cốt, và có thể đây là một trong những cái nơi đặt bản doanh để điều hành tất cả những cái cuộc gọi là hành quân quân sự ở tại Thái Bình Dương. Ông sẽ tham dự cái hội nghị gọi là ba trong cái việc mà thăm ba trong cái công tác hoạt động của ông, thì ông có một cái tham dự một cái hội nghị gọi là biển trời và vũ trụ, tự được tổ chức từ ngày mùng 8 cho đến ngày mùng 10 tháng 4 gần thủ đô Washington của Mỹ. Sau khi ông đến Hawaii rồi thì ông đến Mỹ, thì họ nói rằng tất cả cuộc đàm phán đang được tiến hành để sắp xếp một cuộc gặp gỡ người đứng đầu của Hải quân Hoa Kỳ, đó là hai vị tư lệnh Hải quân của Hoa Kỳ, đó là Đô đốc Lisa Fancherty. Chắc là quý vị biết nó đi đến một cái mức độ cao cấp như thế nào. Thế thì bây giờ chúng ta nói cái phản ứng như thế nào sau cái mà cái chuyến đi này đang được đưa ra trong những ngày tới đây, thì các nguồn tin của Reuters cũng cho biết rằng là gần như cái tính nhạy cảm của chuyến đi này đặt cho chúng ta nhiều cái câu hỏi, và liệu thách thức Trung Quốc sẽ làm gì với sự có mặt của ông tư lệnh của lực lượng Hải quân Đài Loan. Bộ Quốc phòng Trung Quốc họ không trả lời tất cả những câu hỏi nó đưa ra và họ bình luận, và họ chưa ra cái câu trả lời để bình luận tất cả. Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì nói họ cương quyết phản đối cái sự thông, họ gọi là cái này là gọi một cái sự thông đồng quân sự giữa Mỹ và Đài Loan, và họ nói rằng Washington nên kiềm chế để giữ cái bất kỳ tín hiệu sai lầm nào đối với tất cả lực lượng ly khai đòi độc lập Đài Loan. Họ bây giờ họ cho Đài Loan là một trong những cái lực lượng ly khai. Đây là một cái sự kiện mà chúng tôi cũng muốn sẵn đây thì trình bày với quý vị, để quý vị có một cái khái niệm rằng có những cái sự việc mà càng ngày cho thấy rằng chắc là mấy ngày vừa qua thì quý vị biết ở tại Biển Đông tình hình đụng độ gay cấn giữa Philippines và Trung Quốc cũng là một trong những dấu hiệu. Liệu vào cái lúc này thì Trung Quốc có đủ sức lực để đương đầu với tất cả những cái biến động ở tại Biển Đông cũng giống như tại Đài Loan, khi mà tất cả các khối liên minh quân sự này càng ngày càng có những cái vấn đề gọi là hoạt động gần gũi với nhau hơn? Thì đây cũng là một tin để chúng ta chia tay nhau trước khi vào một ngày thứ sáu cuối tuần. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa rằng thế giới chưa bao giờ được bình yên đâu, thưa anh Xuân Đăng. Chúng tôi Vâng, xin bây tạm giờ. chia tay quý vị ở đây giờ. Dạ vâng. Cảm ơn quý vị, và việc trước tiên chúng tôi chúc quý vị có một ngày Good Friday đối với những người Công giáo, và cái thánh lễ của Phục sinh sẽ là những cái thánh lễ đặc biệt diễn ra trong những ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật tới đây. Ngày hôm qua thì đã có một buổi lễ về tuần trong cái tuần thánh rồi, và chúng tôi cũng chờ xem tất cả những cái sự kiện diễn biến như thế nào ở tại miền Nam California, và nếu có điều kiện thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị khi chúng tôi có điều kiện. Đặc biệt chúng tôi cũng muốn nói đến vấn đề chùa Bát Nhã trong những cái sự kiện sắp tới diễn ra. Nếu có điều tin tức mới, chúng tôi cũng có thể ngày thứ bảy chúng tôi gặp gỡ quý vị. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi sáng nay. Chúng mình đoàn trọng, cảm ơn quý vị.